Huyết chia vàng là một vị thuốc rất là có lợi cho chị em phụ nữ với công dụng nổi bật như là lợi sữa, giảm béo và lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên không có thông tin nào nói về tác dụng của chè vàng đối với đàn ông. Xin hỏi là đàn ông có uống chè vàng được hay không, và đàn ông uống chè vàng thì sẽ có tác dụng gì ạ? Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì chè vàng là một loại thảo dược rất là có lợi cho chị em phụ nữ sau khi sinh nở, giúp lợi sữa và giúp chị em nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe sau khi sinh. Hiện nay thì ngoài dùng chè vàng để lợi sữa thì chị em vẫn sử dụng chè vàng như là một giải pháp để giảm cân nhanh, an toàn và tiết kiệm. Cách giảm cân bằng chè vàng thì có thể áp dụng cho cả nam và nữ giới. Anh em mà muốn giảm cân thì sử dụng chè vàng là một giải pháp rất là tốt. Đây là một loại thảo dược rất là an toàn tuyệt đối cho cả nam và nữ giới. Hãy sử dụng chè vàng hàng ngày để giảm cân. Liều dùng chè vàng để giảm cân là 60g cây khô một ngày dưới dạng hình thức là sắc nước uống. Vậy có thể kết luận rằng tác dụng của chè vàng đối với đàn ông là giảm cân, rất là tốt cho những bạn muốn giảm cân và béo phì. Lưu ý là ngoài giải pháp sử dụng chè vàng thì để giảm cân hiệu quả thì anh em cũng nên sử dụng thêm biện pháp là ăn